trận đấu sắp bắt đầu nhưng một trong các cầu thủ lại chưa đến. Huấn luyện viên đang rất sốt ruột, bà ngoại muốn để đứa cháu nhỏ của mình đá thử. Huấn luyện viên nhìn cậu bé đầy khinh thường, một đứa bé vừa gầy vừa nhỏ vừa thấp thì làm sao đá bóng được. Bà ngoại vẫn rất kiên trì, nó chạy rất nhanh như viên đạn ấy. Huấn luyện viên hỏi cậu bé có thể đá ở vị trí nào. Ánh mắt cậu bé kiên định, mọi vị trí, huấn luyện viên không còn cách nào quyết định để cậu đá thử. Cậu nhỏ bé hơn các bạn cùng tuổi, huấn luyện viên vốn không hy vọng gì nhiều, nhưng sau đó ông đã kích động, cậu bé lấy được bóng lập tức vượt qua các cầu thủ khác. Chưa bắt đầu được bao lâu cậu đã ghi bàn thắng, chốc lát khiến cả khán đài vang dậy, không ai ngờ rằng một cậu bé bé nhỏ lại xuất sắc chói lóa như vậy. Huấn luyện viên cũng xin bà ngoại mỗi chiều dẫn cậu bé đến sân tập luyện. Mọi người lúc đó đều không ngờ rằng, cái tên Lionel Messi nhiều năm sau sẽ vang dội khắp cả thế giới. Rất ít người biết người đã đem Messi đến con đường bóng đá chính là bà ngoại anh. Khi Messi mới chỉ 6 tuổi, bà ngoại đã tin cháu trai mình sau này nhất định sẽ trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới. Messi cũng không phụ kỳ vọng của bà, từ nhỏ đã yêu bóng đá như sinh mạng, trên sân cỏ cậu rất xuất sắc không ai ngăn được cậu. Trong một trận đấu, Messi không cẩn thận tự khóa mình trong phòng. Không biết làm sao cậu bé liền đập vỡ cửa sổ rồi trèo ra ngoài. Messi ra sức chạy cuối cùng chạy đến trước khi trận đấu kết thúc. Lúc này đội bóng của cậu đã bị thua 2 bàn, trận đấu chỉ còn 20 phút. Huấn luyện viên vội thay Messi vào. Cậu bé thiên tài vào sân, chốc lát đã xoay chuyển tình thế. Liên tiếp dẫn bóng, liên tiếp ghi bàn, Messi một mình gỡ thua dẫn dắt đội bóng chiến thắng trận đấu. Mỗi người họ đều được nhận một chiếc xe đạp làm giải thưởng. Hôm sau, xe đạp của Messi bị ba đứa lớn hơn cướp. Messi không hề sợ hãi nhưng cậu quá bé nhỏ, cuối cùng cả người thương tích trở về nhà. Mặc dù tung hoành trên sân cỏ nhưng chơi game đá bóng lại dở tệ. Khi cùng các bạn chơi FIFA, họ đều đầy long trọng mặc áo cầu thủ trước mỗi lần chơi. Lần nào Messi cũng chọn cùng một bộ, chính là chiếc áo số 10 của Barca. Lúc này Messi vẫn chưa nghĩ đến, con số này về sau lại trở thành con số độc quyền của mình. Cùng anh chiến thắng giải thưởng cao nhất, càng khiến Messi không ngờ được là cô bé hàng xóm mà cậu vừa nhìn đã thích sau này lại trở thành người bạn đời của mình. Trên sân cỏ tài năng của Messi ngày càng kinh người. Nhưng vào lúc này cậu nhận được một tin dữ, cậu bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiếm. Thiếu hụt hormone tăng trưởng còn gọi là chứng thấp lùn. Nếu không kịp thời chữa trị sau này sẽ không thể cao thêm nữa. Lời nói giống như tiếng sét ngang tai, Messi chỉ có một suy nghĩ, cháu có thể chơi bóng nữa không? Mặc dù lúc đó gia đình đang khó khăn, bố cậu vẫn quyết định chữa trị cho con trai, tiêm hormone định kỳ cho cậu. Vì giấc mơ bóng đá trong lòng, Messi trở nên kiên cường hơn. Lúc này cậu mới chỉ 11 tuổi, trời mưa gió khó đoán, khủng hoảng kinh tế làm chao đảo Argentina, bố bị mất việc. Chuyện này với gia đình vốn khó khăn của cậu mà nói giống như tiết cộng thêm xương. Gia đình cậu không thể chi trả tiền chữa trị đắt đỏ. Đành đặt hy vọng vào hai đội bóng River và Newell, nhưng họ lại kiên quyết từ chối khẩn cầu của bố cậu. Đối với họ, một người mắc chứng thấp lùn vốn dĩ không thể có tương lai. Lúc tuyệt vọng nhất, Barca đã cho cậu một hy vọng. Để thay đổi số phận, Messi cùng bố đến thành phố Barcelona xa lạ. Khi đến lò đào tạo La Masia, Messi mới chỉ 13 tuổi. Messi lúc đó khó gần với mọi người. Trong mắt họ, cậu chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng trên sân cỏ, đứa trẻ con lại xuất sắc đến kinh động tất cả mọi người. Đám cầu thủ và huấn luyện viên biết tên của cậu, Messi. Huấn luyện viên đã nhìn thấy tài năng của cậu, cho rằng tương lai cậu sẽ thành một ngôi sao nên kiên quyết nhận chi trả phí điều trị cho cậu. Dưới sự giúp đỡ của Barca, Messi ngày một trưởng thành, cũng ngày càng cao. Mặc dù không thể cao to, chiều cao chỉ có thể đến 1m70, vượt qua Maradona. 16 tuổi, nhờ vào tài năng thiên phú, Messi lần đầu được lên thi đấu ở đội 1. Lúc này đội tuyển Argentina vốn không phát hiện ra cậu thiếu niên thiên tài này. Người đầu bếp cùng đội đã tiến cử Messi với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt đầy khinh thường. Đến khi huấn luyện viên có thời gian xem lại trận đấu của Messi mới sững người. Dù là tốc độ kiểm soát bóng hay sút gôn đều thể hiện tài năng tuyệt đỉnh. Huấn luyện viên không do dự lập tức gọi điện cho Liên đoàn bóng đá Argentina. Ông ta biết nếu muộn thì cậu thiếu niên tài năng này sẽ thuộc về Tây Ban Nha. Liên đoàn bóng đá Argentina rất coi trọng việc này. Chỉ trong 40 phút họ đã liên lạc được với bố của Messi. Từ đó Messi khoác áo của tuyển Argentina. Trong đội 1 của Barca, muốn ở trong phòng thay đồ là rất khó. Chàng trai Messi chỉ mới 16 tuổi bị bỏ rơi ở ngoài. Cho đến khi một người xuất hiện hoàn toàn thay đổi tình hình của cậu. Người đó là Ronaldinho, cầu thủ đang rất thành công lúc đó. Ronaldinho không hề kiêu căng, coi Messi như em trai. Bàn thắng đầu tiên của Messi ở Barca là do Ronaldinho đã chuyền bóng cho anh. Cảnh ăn mừng khi Ronaldinho cõng Messi lên lưng đã trở thành cảnh ăn mừng khó quên đối với vô số người hâm mộ bóng đá. Cũng từ lúc đó, Messi đã thực sự có chỗ đứng trong đội 1. Nhanh chóng thành công vang dội. Nếu có người hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì chắc chắn là người này. Lionel Messi. Messi. Sau khi Ronaldinho rời đội, Messi 21 tuổi đã trở thành thủ lĩnh Barcelona.
Từ đó trở đi, bóng đá bước vào thời đại mới, thời đại Messi Ronaldo. Dưới sự huấn luyện của Guardiola, Messi trở thành hạt nhân của cả Barca. Trong mùa giải đầu tiên đã dẫn dắt cả đội giành cúp nhà vua Tây Ban Nha, cúp La Liga và UEFA Champions League. Tạo nên kỳ tích cú ăn ba, sau đó lại dẫn dắt cả đội giành siêu cúp bóng đá châu Âu, siêu cúp bóng đá Tây Ban Nha và FIFA Club Thế giới. Tạo nên kỳ tích cú ăn 6 có 1-0-2, Barcelona tạo nên kỳ tích, Messi cũng không ngừng tạo nên kỳ tích. 6 lần đoạt giải quả cầu vàng, 6 lần giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, 6 lần giải chiếc giày vàng châu Âu, 6 lần cúp Pichichi, cậu bé nghèo xuất thân thấp kém này nhờ vào tài năng và quyết tâm thay đổi số phận. Cuối cùng đã trở thành vua bóng đá của thời đại, đứng trên đỉnh cao của thế giới. Thành tích như vậy đủ để gọi là tài năng xưa nay chưa từng có. Nhưng cuộc đời anh cũng có điều tiếc nuối lớn nhất. Từng có người hỏi Messi 6 giải quả cầu vàng và 1 cúp vàng giải World Cup anh chọn cái nào? Anh không do dự chọn World Cup vô địch thế giới, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2014. Messi 26 tuổi dẫn dắt đội tuyển quốc gia ra trận. Chiến thắng 2-1 trước Bosnia và Herzegovina, quyết thắng Iran, nắm bắt cơ hội đánh bại Nigeria, chiến thắng Thụy Sĩ trong trận tứ kết. Messi một mình đưa Argentina vào chung kết World Cup, chỉ còn cách World Cup một bước nữa nhưng giấc mộng vẫn không thành. Vào phút thứ 113 của trận chung kết, Argentina cuối cùng đã bại trận. Cũng có một trận tương tự trong chung kết cúp bóng đá Nam Mỹ 2016. Messi thực hiện quả đá phạt đầu tiên trong loạt sút luân lưu nhưng lại một lần nữa vỡ mộng. Anh hùng bị rớt xuống đàn tế và trở thành tội nhân. Messi nhận phải vô số chỉ trích, bị bêu danh thiên cổ. Cuối cùng lòng như cho nguội rút khỏi đội tuyển quốc gia. Nhưng người khổng lồ thực sự vĩnh viễn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Anh hùng thật sự lúc cần họ thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ từ chối. Tại vòng loại World Cup 2017, Messi lại được ra trận. Một mình anh dẫn dắt toàn đội phá vỡ vòng vây, sau thời gian 4 năm lại đặt chân lên đấu trường thế giới. Năm nay vốn tưởng có thể là năm giấc mơ thành hiện thực, nhưng cuối cùng giấc mộng lại tan vỡ lần nữa. Người anh hùng cô đơn rơi nước mắt trên sân rồi tiếc nuối rời đi. Dù hy vọng hết lần này đến lần khác hóa thành bọt biển, nhưng người đàn ông thực sự mãi mãi sẽ không ngã xuống. Cho dù trăm ngàn vết thương và khó khăn, họ vẫn chiến đấu với tất cả vượt qua bão tố. Cúp bóng đá Nam Mỹ 2021, FIFA World Cup Qatar 2022, người đàn ông có mơ ước khi mất đi sẽ tự tay giành lại. Dưới chân có đường, trong tim có mơ ước sẽ mãi đứng vững không bao giờ ngã.